Và đây con máy lạnh Daikin Inverter 1,5 ngựa nha quý vị. Cái tình trạng của nó vô kiểm tra thì máy bị kém lạnh rồi, nó có hiện tượng đóng tích ở trên đầu lạnh, thì chúng tôi có tư vấn cũng như là kiểm tra lại cái dàn lạnh có dấu hiệu xì bọc gì không, có tư vấn cho khách hàng là cần phải sửa chữa này kia nọ. Nhưng mà cái anh khách này thì cần cái yêu cầu là nạp ga bổ sung để anh sử dụng tạm thời trong thời gian ngắn nữa, vài hôm nữa có thể là anh sẽ liên hệ với bên cửa hàng chúng tôi để tiếp tục lại xử lý cái vấn đề này, bởi vì anh đang cần xì gấp. Thì cái nhiệm vụ chúng tôi đến đây làm là sau đó kiểm tra bằng cách là kẹp ampere đồng hồ ga ở trên cái cục nóng, và cái người em của tôi phải bò lên trên đó cục nóng để đo là tất cả cái lượng ga có còn ở trong máy nhiều hay không, mà nó có hiện tượng bóng tuyết nè đấy, để tôi phải sử dụng cái bình ga để truyền lại cho người em ở trên cái chỗ đặt cục nóng, là nó nằm ở cái trùng cu á, nó hơi khó leo chút xíu. Đây tôi quay lại cho bạn kèm cái model của nó, FT85 á, là con này 1,5 ngựa nha quý vị, ga 32, inverter tiết kiệm điện. Cái tay của tôi rờ để kiểm tra lại từng cái co một, coi nó có cái dấu hiệu để mình nhìn mình biết được nó có bị rò rỉ, bị xì, bị lủng gì hay không. Và thứ hai khi mà kiểm tra cái loại này nó không hẳn là xì dàn lạnh, có thể là xì đường ống, cũng có thể không là xì ở chỗ những con tán ráp mí giữa cái đường ống và cục lạnh và cục nóng với nhau như quý vị. Nó có nhiều cái trường hợp để chúng ta tiến hành và kiểm tra xử lý nó lắm. Thì hiện tại bây giờ thì chỉ tiến hành là nạp ga bổ sung cho anh khách này theo yêu cầu của anh thôi.